Chào mọi người đến với kênh heo rừng Lai Cô Tư ạ. Thì hôm nay mình sẽ đi bắt heo cho một cái chú gần nhà mình. Chú này cũng nuôi khoảng mười mấy con heo nái á. Thì đợt này mình bắt trước có một bầy à. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị đồ để. Thì trước khi đến nhà người ta bắt heo á thì mình sẽ là đi khử trùng cái lồng ở chiếc xe của mình. Kính nó lên xe luôn ạ. Mình đầy luôn cả bánh xe cả lồng. Hiện tại mình đã đến khu vực chuồng của chú á, thì hôm nay mình sẽ vô mình quay những cái con heo giống của chú cho mọi người coi luôn ạ. Nhà chú nó rất là nhiều luôn nè mọi người. À, có cả chó Phú Quốc nữa. Đây là cái con heo bố nè, heo bố là sắp tới là cái con heo con mình đang bắt đó. Con heo bố nhìn rất là hầm hố và lông lá ha. Hiện tại của chú ở đây là nuôi khoảng là 11 con nái nền nha mọi người. 11 con nái nền. Đây những bài heo con. Đây là cái lứa sau này mình sẽ tầm 10 ngày nữa mình bắt. Chút xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người cái lứa mà mình bắt trước là 9 con. Đây là cái bầy hôm nay mình sẽ bắt cho chú. Lứa đầu tiên nhưng mà đã con rất là sai luôn à. Heo rất là đều. Xong rồi chú. Rồi chị ơi chị. Chị giữ lòng đi rồi này em ra bắt chị ơi. Chị gái, chị gái, cái nắp cho em cái để nó phóng ra mất công rồi mệt lắm. Ha ha ha!
nhau đi. Xong rồi mọi người ơi, 9 con nhưng mà đi hơi xa như rất là mệt, nhưng mà vui được rồi. Đây nè mọi người, mấy chú heo mình vừa bắt của nhà chú có 11 con nái nền đó, đem về đó, thì mình vừa thả vô trong chuồng đây, thì mình sẽ đổ nước biển khô cho nó uống, phải đi đường nó cũng hơi mệt và mất nước á, thì mình sẽ đổ nước biển khô cho nó uống rồi cho nó xíu cho nó khỏe lại rồi mình sẽ thả cắm viên cho nó ăn. Thì mình sẽ nhốt nó cách một đêm á, thì nhốt nó một đêm đi rồi sáng mai mình sẽ thả ra cho nó chơi ngoài sân này luôn à. Thì mình thì có một cái sân thả ở đây nè đó, thì heo mà mình bắt về mình sẽ thả ngoài sân ở đây hết. Này mình sẽ nuôi vài ngày nữa thì cho nó lanh lanh, cho nó ok, thì mình sẽ giao giống cho bà con ạ. À, thì mọi người có nhu cầu con giống á thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0977 066 493. Thì thôi video mình cũng làm tới đây thôi, xin tạm dừng ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ. Thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé, để mình sẽ có những cái video thực tế về nói về con heo rừng nhiều hơn ạ.